Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội do bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ làm trưởng đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Bắc Sơn và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, phụ nữ thủ đô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những con người ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm, chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn chân thành sâu sắc tới gia đình Đại tướng, vị tướng tài ba của dân tộc mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Khắc sâu lời dạy của Đại tướng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.